Việt Nam vừa thừa nhưng lại vừa thiếu nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Điều tưởng chừng như vô lý này lại là một thực trạng đang diễn ra. Chúng ta đang thừa nguồn nhân lực công nghệ thông tin nhưng lại thiếu những người có trình độ chuyên môn đáp ứng được công việc. Làm thế nào để có thể giải quyết được bài toán này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Học và làm theo dự án thực tế là mô hình đào tạo mà Trung tâm Đào tạo IT Plus đã và đang thực hiện để đưa những kiến thức mới nhất cho các học viên đang theo học. Ngoài việc học lý thuyết, học viên tại đây sẽ được giao một nhiệm vụ như một dự án thật. Đây là một phương pháp đào tạo được đánh giá là vượt trội so với các phương pháp dạy học truyền thống. Sau khi học tại IT Plus được 6 tháng thì em thấy môi trường học đây rất đào tạo cho em rất là nhiều cái về kiến thức thực tế cũng như là các kỹ năng, vừa kỹ năng mềm cũng như kỹ năng về chuyên ngành để em có thể ra ngoài xin được một công việc tốt cho bản thân mình. Ngoài ra, một sự khác biệt của dịch vụ đào tạo tại IT Plus là được cấp phép từ các trường đại học uy tín với các chuyên ngành công nghệ thông tin và thiết kế đồ họa. Đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và đào tạo hơn 5.000 học viên. Ngoài cái việc mà chúng tôi đào tạo bằng cái phương pháp là cầm tay chỉ việc, thì bên cạnh đó thì nhà trường chúng tôi tích cực là tạo ra những cái trung tâm phần mềm như ITP Shop hay là xưởng thực hành đồ họa để cho các bạn là trong quá trình học tập tại đây thì các bạn có thể là được cầm tay chỉ việc và được tham gia vào các dự án thực tế, dẫn đến cái việc là các bạn rất dễ dàng trong công việc là chọn lựa doanh nghiệp sau khi kết thúc học tại đây. Hiện tại, IT Plus đã bắt đầu hợp tác với hơn 20 trường đại học và đơn vị tuyển dụng nhân sự chất lượng cao tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Đã có hơn 50 doanh nghiệp ký kết hợp tác tuyển dụng học viên của IT Plus như FPT Software, GameLab, Tinh Vân, VCCorp. Sau bê bối rồi.